Vậy là năm 2020 đã đến, bỏ lại sau lưng năm 2019 đầy những biến động. Các hiện tượng mạng mọc lên như nấm, các phốt liên tục được bóc. Có những người chỉ sau một đêm đã được cả cộng đồng mạng biết đến. Người thì được khen nức nở, còn có người thì bị chê, bị chửi cho không thương tiếc. Bây giờ chúng ta hãy cùng chuyên bóng đá điểm qua đội hình bá đạo nhất năm 2019 của cộng đồng mạng Việt Nam. Thủ môn sẽ là bà Tân Về Lốc. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà Tân chính là vlogger nổi đình nổi đám trong năm vừa qua trên cộng đồng YouTube Việt Nam cũng như là cả YouTube thế giới. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng bà Tân dáng người nhỏ bé như thế thì làm thủ môn sao được. Vậy thì chắc hẳn là mọi người đã quên vũ khí lợi hại nhất của bà Tân là gì rồi. Đó chính là những món ăn khổng lồ. Bước vào trận đấu, bà chỉ cần xếp cốc trà sữa khổng lồ, chảo cơm rang khổng lồ, cái bánh đúc khổng lồ, rồi là nồi lẩu thái siêu cay khổng lồ ra chắn trước khung thành. Thì thách bố con thằng nào sút được bóng vào lưới. Còn thằng nào mà thích lén phén ấy, thì bà Tân sẽ xiên que làm mẹt thịt nướng khổng lồ luôn. Ngay bên trên vị trí thủ môn sẽ là cặp đôi trung vệ nổi đình nổi đám trong năm vừa qua, cậu Vàng và ông Giáo. Cậu Vàng nhà lão là giống chó Shiba của Nhật Bản. Cậu Vàng đi đời với ông Giáo ạ. Đây chính là hai nhân vật khốn khổ trong chuyện của Nam Cao. Còn thời nay thì cậu Vàng và ông Giáo đã khôn hơn, ăn chơi hơn rất nhiều rồi. Lão Hạc bây giờ còn có thể mặc thổ cẩm Đức, đeo kiềng Pháp, nhẫn Italy, đi tập huấn ở Real, ở Liverpool, Bayern Munich đủ cả. Chắc chắn là ông Giáo và cậu Vàng sẽ không phải đi đời, mà cậu Vàng và ông Giáo sẽ cùng phối hợp để cho tiền đạo đội bạn phải đi đời. Jack sẽ là hậu vệ trái trong đội hình này. Ông nhắn bạc vẫn rôn rõ. Anh chính là một hậu vệ tài năng, có thể vừa đá bóng, vừa hát, vừa đọc rap. Điểm mạnh của anh chính là tốc độ, có thể tạo ra những sóng gió khiến đối phương phải bạc phận. Năm 2019 có thể được coi là một năm rất thành công của Jack, với rất nhiều bản hit được đông đảo mọi người đón nhận. Nhưng mà cũng là một năm mà anh bị tai tiếng khá nhiều. Chỉ sợ là trong đội hình này có cầu thủ nào không cùng đẳng cấp, khiến Jack của chúng ta không muốn vào sân thì lại mệt. Ở bên phía đối diện, vị trí hậu vệ cánh phải xin được dành cho bé Sa. Là người ít tuổi nhất trong đội bóng nhưng mà bé Sa lại sở hữu rất nhiều những biệt tài. Cùng với đó là lượng fan vô cùng hùng hậu. Vẻ ngây thơ vô số tội của bé Sa chắc chắn sẽ khiến đối thủ phải mủi lòng, chứ chẳng còn tâm trí đâu mà đá bóng nữa. Còn nếu ai mà dám động vào bé Sa ấy, thì chắc chắn là chị Quỳnh GP sẽ không để cho hắn được yên. Tiền vệ trụ thì tôi thề với các ông là méo ai có thể phù hợp hơn bà chị. Mày đánh tao đi. Sở hữu một thân hình lực lưỡng, đậm chất xôi thịt, giọng nói sang sảng, hành động dứt khoát, thêm vào đó là một khuôn mặt đằng đằng sát khí. Chỉ cần chị quát một câu thôi là cũng đủ khiến cả đội bạn phải run sợ. Chưa nói đến việc dùng thân hình kia để mà tì đè thì đố thằng nào đấu lại được. Ngoài ra thì trình độ ăn vạ của chị cũng không thua kém gì này mà. Chỉ cần chạm nhẹ vào chị thôi là cũng đủ để chị gãy tay hay là xước con đồng hồ 6.000 đô của chị. Hương Ly, vâng, Hương Ly sẽ là vị trí chủ chốt trên hàng tiền vệ. Trời ban ánh sáng năm tháng tư về, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng có sao còn tâm cô. Cô được mệnh danh là thánh cover, có thể cover bất cứ thứ gì mà cô nhìn thấy. Điều này khiến Hương Ly trở thành một cầu thủ rất đặc biệt. Ở trên sân, cô chỉ cần nhìn các đối thủ hoặc là đồng đội làm bất cứ động tác gì là cô cũng có thể cover lại ngay. Nhìn đối thủ xoạc bóng, Hương Ly cũng xoạc. Nhìn đối thủ sút bóng, tắc bóng hay là tạt bóng, Hương Ly cũng có thể làm y hệt, hay là thậm chí làm tốt hơn cả cầu thủ gốc. Đây là một điều mà tất cả các đối thủ đều phải hết sức e sợ ở tiền vệ Hương Ly. Mảnh ghép cuối cùng ở hàng tiền vệ chính là vị chủ tịch đáng kính của cộng đồng mạng trong năm vừa qua. Sông có khúc, người có lúc, tôn trọng người khác là tạo phúc cho chính mình đấy. Thân làm chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, nhưng mà lại khá là rảnh háng khi mà liên tục giả vờ làm các ngành nghề khác nhau, như là lái xe này, lao công này,
Thu Ngân này, nhân viên phục vụ, vân vân và mây mây. Lần này thì chủ tịch sẽ đóng giả làm cầu thủ để xem cái kết như nào. Nếu mà trong trường hợp đội nhà gặp bất lợi gì thì chủ tịch sẽ chuyển khoản ngay cho trọng tài để lấy về lợi thế. Bởi vì chủ tịch của chúng ta thì chẳng có gì ngoài tiền cả. Tam tấu trên hàng công của chúng ta rất mạnh. Đó chính là ba giang hồ mạng nổi đình nổi đám trong năm vừa qua: Khánh Sky, Khá Bảnh và Huấn Hoa Hồng. Bám biên trái sẽ là tiền đạo cánh Huấn Hoa Hồng, hay còn gọi là Huấn Hoa Hòe. Anh là một cầu thủ mà cái gì cũng giỏi, nhưng mà giỏi nhất là bốc phét. Thường hay livestream nói đạo lý dạy bảo mọi người phải sống lương thiện, không dính vào mai thúy. Vậy mà chính anh lại bị bắt phải đi cải tạo mấy tháng vì tội trời chất cấm. Mà nói vậy thôi, chúng ta cũng phải công nhận rằng Sắc Huấn có nhiều câu nói rất chi là chi lý. Nhất là câu: sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì nấy có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn, ăn đầu nha, ăn thế nào đó dễ. Tiền đạo cánh phải sẽ là vị trí được Khánh Sky đảm nhiệm. Thật ra Khánh Sky là một người đem lại rất nhiều sự bí hiểm. Có thể hôm nay anh là cầu thủ, hôm sau lại thấy anh đi bưng bê phục vụ ở nhà hàng, hôm sau nữa ta lại thấy anh mặc sắc phục cảnh sát, vì bấy lâu nay nhiều người vẫn đồn đoán rằng anh chính là cảnh sát ngầm. Vâng, đó chính là sự bí hiểm trong thân phận của Khánh Sky. Nhưng có điều là Khánh Sky thường xuyên livestream chửi nhau trên mạng, nên là có khá nhiều kẻ thù, đặc biệt là Dũng Chọc và Giang Rồng. Tôi còn nhớ một lần ở một giải đấu nọ, đang đá hăng thì Khánh Sky bị một nhóm giang hồ cầm mã tấu đuổi chém chạy quanh sân. May mà được đại ca Khá Bảnh cứu giúp, nên là trên người chưa mất đi sợi gân nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí được mong chờ nhất, đó chính là tiền đạo cắm Khá Bảnh. Khá Bảnh là chàng trai vàng trong làng bóng cười. Ở đây nha, những ai dân chơi biết nghe phát biết nhạc này nhạc gì luôn. Anh sở hữu một thân hình uyển chuyển theo từng nhịp nhạc, tay múa quạt, chân dậm nhảy, tốc độ thì cứ phải gọi là nhanh vun vút, có thể vượt qua mọi hàng phòng ngự. Tài năng của anh đã khiến Juventus phải trầm trồ và chiêu mộ ngay lập tức với một hợp đồng có thời hạn 10 năm. Với tiền đạo Khá Bảnh trong đội hình, chúng ta không còn phải lo về khoản ghi bàn nữa. Và để kiểm soát đội hình bá đạo này, chúng ta cần một vị huấn luyện viên có bản lĩnh, có cá tính riêng và dám đứng ra nhận trách nhiệm cho toàn đội. Robert Chen chính là người có đầy đủ các yếu tố phù hợp nhất để làm huấn luyện viên đội hình này. Robert Chen không phải là một vị huấn luyện viên bình thường, bởi anh là một giống loài đặc biệt của chủng tộc thượng đẳng. Các bạn đừng tùy tiện hỏi Robert Chen, nếu không sẽ phải nhận về hàng loạt câu hỏi thượng đẳng kiểu như là: tại sao tôi phải trả lời bạn? Cùng với đó là các bài giảng giải đạo lý rất đi vào lòng mề. Điều này khiến cho các cầu thủ rất sợ huấn luyện viên Robert Chen mà phải nghe lời răm rắp. Ngoài dàn hào thủ chất lượng kể trên, thì dàn cầu thủ dự bị của chúng ta cũng bá đạo không kém. Với sự xuất hiện của hậu vệ mùa đông buồn, tiền vệ Linh Nựng, trung vệ Hùng Cá, cầu thủ nhập tịch Ricardo Milos, tiền đạo Chị Hiếu Hồng, thủ thành Khoa Púp và cả cầu thủ kiêm rapper Đen Vâu 2 triệu năm. Tất cả bọn họ đã tạo nên một đội hình bất khả chiến bại, giúp cho năm 2019 của chúng ta có thêm thật nhiều màu sắc và các cung bậc cảm xúc. Nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ chân bóng đá trong năm vừa qua. Chúc cho các anh em sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an bên gia đình. Xin chào và chúc mừng năm mới!